truyền hình Tây Ninh, bản tin thời sự sáng. Duy Thảo, Việt Anh, mến chào quý tín giả đến với bản tin sáng lúc 7 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh đang phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Trong bản tin sáng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới đang chú ý để chúng tôi vừa cập nhật. Trước tiên là phần tin trong tỉnh. Thưa quý thính giả, chiều ngày 31 tháng 1, Ủy ban dân huyện Dương Minh Châu đến thăm và chúc Tết lãnh đạo, cán bộ nhân viên đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Tại đây, ông Dương Văn Ư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Dương Minh Châu gửi lời cảm ơn đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh thời gian qua đã cùng đồng hành với sự phát triển của huyện, luôn kịp thời thông tin tuyên truyền sâu rộng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân trên địa bàn và mong muốn thời gian tới đài sẽ tiếp tục sát cánh cùng địa phương. Ông Vũ Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh cho biết, trong năm 2023, Đài đã có những chiến lược, hướng đi cụ thể để Đài Phát thanh và Truyền hình chuyển mình vượt bậc, khẳng định vai trò vị thế, nhất là năng lực sản xuất các chương trình phát sóng. Trong năm 2024, Đài sẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và truyền thông chính sách để mạnh hơn nữa việc ứng dụng chuyển đổi số trên lĩnh vực phát thanh truyền hình. Ngày 31 tháng 1, khối thi đua các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Trong năm 2023, khối thi đua các cơ quan trung ương nghiêm túc tổ chức thực hiện kịp thời các phong trào thi đua của tỉnh, nổi bật như tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng, các gương điển hình tiên tiến và hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng của khối, dẫn động hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới tại xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, trị giá 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện tích cực các phong trào thi đua chuyên đề, phong trào trọng tâm của tỉnh phát động và từng đơn vị thành viên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mình. Cục Hải quan Tây Ninh đạt kết quả dẫn đầu khối thi đua. Tại hội nghị, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được bàn giao nhiệm vụ khối trưởng khối thi đua năm 2024. Sáng ngày 31 tháng 1 nhân dịp mừng xuân giáp thình 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2024, thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã Trang Bàng tổ chức buổi hợp mặt hữu nghị với hai huyện, thành phố, xã, phường thuộc Dương quốc Campuchia. Tại hội nghị, hai bên chia sẻ thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua. Ông Trần Tương Quốc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thị xã cho biết, trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa thị xã Trạng Bàng của tỉnh Tây Ninh và huyện Chamteria và thành phố Bà Vẹt của tỉnh Rieng luôn được duy trì và phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, lực lượng bảo vệ biên giới giữa hai bên luôn tiếp tục duy trì tốt các cuộc gặp gỡ định kỳ và đột xuất nhằm giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới nhằm đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng phát triển vì hòa bình ổn định giữa hai nước dịp này lãnh đạo hai bên đã trao những phần quà chúc mừng năm mới chúc tình đoàn kết hữu nghị của hai dân tộc việt nam campuchia ngày càng thêm keo sơn gắn bỏ ngày 29 tháng 12 năm 2023, thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 33 về quy định hồ sơ trình tự thủ tục thủ, thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư. Theo đó, quyết định quy định hồ sơ trình tự, thủ tục, thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư theo quy định tại điểm D khoảng 5, điều 28, nghị định số 31, ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư. Quyết định áp dụng đối với Cơ quan yêu cầu giám định, cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc giám định chất lượng và giá trị máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư tổ chức giám định được chỉ định nhà đầu tư và cơ quan tổ chức cá nhân liên quan. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được biết, toàn trang quyết định này được đăng tải tại một văn bản sau gửi trên trang công báo tỉnh Tây Ninh, công báo tây ninh gov vn và tại một văn bản mới trên cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, sở khoa học công nghệ.tây ninh.gov.vn Quý vị thân mến, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá cao thứ 15 trên thế giới, với những ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe của người dân. Chính vì vậy, thời gian qua nước ta đã áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá. Tuy nhiên, mức thuế hiện nay chưa tác động đáng kể tới việc giảm thiểu tiêu dùng mặt hàng này. Đây là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo các kịch bản điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam do viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương tổ chức ngày 31 tháng 1 tại Hà Nội. Theo đánh giá, mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tự do vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Dự báo đến năm 2030 sẽ tăng lên 70.000 người. Nếu các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả không được thực hiện, bên cạnh đó đối tượng sử dụng thuốc lá đang có xu hướng trẻ hóa, sử dụng nhiều sản phẩm thuốc lá thế hệ mới nhưng chưa phải là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá đã được điều chỉnh tăng 2 lần trong giai đoạn 2006-2016 do tác động đối với giảm thiểu tiêu dùng mặt hàng này không đáng kể. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung, quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán Boss, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, Công ty Faros và các công ty liên quan. Theo Bộ Công an, những người này giúp sức trịnh giang quyết trong việc thông qua nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng FLC Farod từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán Hoist chiếm bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Thưa thú yên giả, do nhu cầu đi lại tăng cao những ngày cuối năm, nhiều tuyến đường đã xảy ra ủng tắc kéo dài không chỉ ở những cửa ngõ dành đai của thủ đô, mà nhiều tuyến phố trong nội đô cũng ủng tắc khiến lượng phương tiện di chuyển rất khó khăn. Theo Sở Giao thông vận tại thành phố Hà Nội, toàn thành phố có khoảng 234 điểm có nguy cơ ung tắc giao thông dịp cuối năm. Các ngành chức năng đã lên phương án tăng cường lực lượng, phân loại mức độ và có các phương án xử lý phù hợp. Hạn chế thấp nhất xảy ra ung tắc nghiêm trọng. Tắc trên, tắc dưới khiến các tuyến đường của Hà Nội những ngày giáp Tết dường như bị nghẹt thở. Một lái xe cho biết. Chị ơi, em đi gần 2 tiếng rồi, đúng gần 2 tiếng. Có khó không Rất khó khăn luôn. Một lái xe khác nói Tôi đi tôi đi từ trên Pháp Vân xuống đây mà tốc độ không quá được 30 cây trên giờ Toàn bò nhích nhích một tí một thôi Ông Quốc Diệt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết Cái việc mà ùn tắc giao thông vào dịp cao điểm Tết ấy thì nó có tính chất quy luật Và cái này thì các cơ quan chức năng của Trung ương như cục cảnh sát giao thông bộ công an hay cục đường bộ của bộ giao thông thì đều đã có những xây dựng những phương án điều tiết giao thông phân luồng từ sớm từ xa. Trước báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có 234 điểm ủng tắc, Ủy ban Toàn giao thông Quốc gia đề nghị Hà Nội cần xem xét xây dựng một nhóm phản ứng nhanh, trong đó có sự tham gia của Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố, Trật tự giao thông, Cảnh sát giao thông, Khu quản lý đường bộ 1, các doanh nghiệp dịch vụ cứu hộ, phân công rõ nhiệm vụ của từng lực lượng ngay từ đầu năm, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông lắp đặt tại dọc các tuyến đường do các đơn vị này quản lý, kịp thời phát hiện các sự cố giao thông để lên phương án nhanh chóng xử lý. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30 tháng 1 tuyên bố Washington đã quyết định về cách thức đối phó với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng trồn trú của nước này. Phát biểu cho báo giới ngày 30 tháng 1, Tổng thống Biden cũng khẳng định Mỹ không muốn mở rộng chiến tranh ở Trung Đông và cũng không muốn chiến tranh với Iran. Điều phối viên truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Nhà Trắng sẽ đối phó phù hợp để ngỏ khả năng về một cách tiếp cận theo giai đoạn gồm nhiều hành động khác nhau. Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi nhóm phiến quân tấn công bằng máy bay, bay không người lái ở Jordan làm ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Washington cáo buộc Iran có liên quan đến vụ diệt, trong khi Tehran bác bỏ điều này. Ngày 31 tháng 1, quốc dương thứ 17 của Malaysia, Sunstan Ibrahim đã chính thức đăng quang đánh dấu một thời khắc quan trọng trong lịch sử chế độ quân chủ lập hiến ở quốc gia Đông Nam Á này. Buổi lễ đăng quang đã được diễn ra trang nghiêm tại Cung điện Hoàng gia và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Sau màn chào mừng mang đậm truyền thống quân sự, quốc dương Sultan Ibrahim đã tiến vào Hoàng cung, tham dự cuộc họp đặc biệt lần thứ 264 của Hội nghị các nhà cai trị Mã Lai kết hợp với lễ tuyên thệ của quốc dương thứ 17. Quốc dương Sultan Ibrahim chính thức được bầu làm quốc dương thứ 17 cai quản liên bang Malaysia sau khi quốc dương thứ 16 Sultan Shah chính thức kết thúc nhiệm kỳ cai trị liên bang Malaysia trong 5 năm. Tại La Malaysia, quốc dương mang tính biểu tượng, được biết đến với vai trò bảo vệ đạo hồi và những truyền thống của người Mã Lai. Quốc dương là nguyên thủ quốc gia của Malaysia theo quy định của luật pháp và hiến pháp liên bang nước này. Ngày 30 tháng 1, Bộ trưởng Nội chủ Anh và Pháp đã nhất trí để nhanh việc triển khai thiết bị giám sát trên không nhằm kiểm soát tình trạng những người di cư bất hợp pháp dược biển đến Anh. Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp tại thủ đô Paris, Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly cho biết hai bên đã hoan nghênh các kế hoạch nhằm đẩy nhanh việc thực hiện thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Anh-Pháp hồi tháng 3 năm 2023. Các kế hoạch này bao gồm việc triển khai các thiết bị giám sát trên không quan trọng, đảm bảo độ bao phủ lớn nhất, cho phép nhà chức trách Pháp ngăn chặn nhanh nhất có thể đối với hoạt động dược biển trái phép. Trong những năm gần đây, hàng chục nghìn người di cư đã tìm cách đến Anh từ bờ biển phía bắc của Pháp. Những người di cư này thực hiện cuộc dược biển nguy hiểm trên những chiếc xuồng cao su nhỏ, đôi khi đánh đổi cả tính mạng, khiến vấn đề người di cư đã trở thành vấn đề chính trị, thu hút sự quan tâm của dư luận Anh. Đã một tháng kể từ khi xảy ra trận động đất thảm khốc tại bờ biển phía Tây Nhật Bản, những người sống sót vẫn đang phải chật vật với điều kiện thiếu thốn mất vệ sinh, trong khi hàng chục ngàn hộ gia đình chưa có nước sạch. Tổng cộng có 40.000 hộ dân đang phải sống trong cảnh thiếu nước máy, hơn 13.000 người đang sống trong các trung tâm sơ tán. Vào mỗi buổi chiều, người dân địa phương sẽ xếp hàng để được cấp nước, tuy nhiên lượng nước này chỉ đủ để duy trì sinh hoạt tối thiểu như ăn uống. Điều này làm gia tăng nguy cơ sức khỏe cho những người sống trong các trung tâm sơ tán chật chội, nơi có các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp và viêm dạ dày ruột. Ngoài ra, giá rét khắc nghiệt cũng đang gây ra thách thức, đặc biệt đối với những cư dân phải ngủ trong xe hơi do nhà bị hư hỏng trong thảm họa động đất. Phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình do biên tập viên Xuân Chủ phát thanh viên Như Thảo Việt Anh kỹ thuật viên Quang Điện thực hiện. Hẹn gặp lại quý tín giả trong các bản tin tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.